Xin chào anh em nha anh em. Bữa nay mình quay cho anh em một video nó hơi nhiều cảm xúc tí xíu. Không phải là mình quay những cái con thuyền to bự nữa, mà mình sẽ quay một cái ngừ nó rất là nhỏ bé cho quý anh em xem. Thì thật sự là khi quay những cái video mà nó gọi là nó quay những cái con thuyền nhỏ cùng với những cái phận đời mưu sinh đó, thì mình có rất là nhiều cảm xúc khi quay những cái video này. Chính vì điều đó cho nên là mình rất muốn mùa đông năm này mình sẽ đi quay ở những cái ngôi làng chài, khám phá về tìm hiểu về cuộc sống, về con người của những con người miền biển, những con người mà vẫn còn làm cái nghề rất là nhỏ bé như thế này nha anh em. Nếu như những anh em trong kênh của mình á, là những người đã từng làm biển từ những cái thập niên dài 30 năm đổ về trước á, thì ắt hẳn quý anh chị mình khi xem những cái video này á, thì quý anh chị mình sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Bởi vì ở trong giai đoạn những cái thập niên về trước, thì nếu như quý anh chị chúng ta đã từng kinh qua nghề biển á, thì ắt hẳn quý anh chị mình cũng từng làm những cái nghề nhỏ bé như thế này. Mình dành nhiều cảm xúc cho những cái video nó bình dân, nó chân thật, nó chất phát như thế này rất là nhiều. Bởi vì từ năm lên 10 tuổi đến chính thức năm 12 tuổi là mình đã theo cha đi đánh bắt trên những cái con thuyền mà nhỏ hơn cái con thuyền này nữa. Mà ngày xưa thì cha của mình không có kéo bằng cái máy kéo như bây giờ, mà thậm chí cũng không có một cái đôi bao tay luôn. Thì chủ yếu là dùng bằng sức người và kéo chay anh em. Đến nỗi mà mình thấy cái đôi tay của cha mình á, là nó chai sạm hết. Mà anh em biết cái cảm xúc của người đàn ông á, dù mình có thương cha mẹ đến đâu thì mình cũng ít khi mà mình biểu hiện ra bên ngoài. Và cha mình cũng vậy. Thì anh em biết là những anh em nào mà từng đã theo chân cha đi làm biển từ nhỏ, hoặc là nếu như bây giờ anh em cùng làm cái nghề biển cùng với cha, thì anh em sẽ có rất là nhiều cảm xúc. Bởi vì cái nghề biển là người ta gọi là cái nghề ăn sống nối gió anh em. Cho nên là cái cảm xúc giận hờn, rồi những cái cảm xúc mà gọi là la hét rồi này kia, thì nó sẽ ắt hẳn sẽ xảy ra trong cái cuộc sống mà đối với mỗi anh em đã từng kinh qua nhiều cái người làm biển cùng với cha lúc thời mà còn thơ ấu. Cái thời điểm những thập niên đổ về trước đó, thì những cái đứa thanh niên mà trẻ trẻ như Bình á, mà khi mà bước chân xuống đi biển á, thì ai hỏi là nó làm gì thì người ta hay gọi là nó cầm chèo kéo neo. Thì ngày xưa những cái con thuyền mà nó nhỏ hơn này nè anh em, thì ở sau lái á, nó có thêm một cái mái chèo nữa đó. Và cho nên là cái ngờ đi biển người ta gọi là cái ngờ cầm chèo và kéo neo anh em. Thì bây giờ thì chúng ta làm những cái nghề hiện đại, đa phần là chúng ta sử dụng sức máy để chạy và sức máy để kéo neo, chứ nó không có giống như cái đoạn mà tầm mấy mươi năm đổ về trước. Thì ở những cái giai đoạn đó thì những ai làm biển thì hầu như là sử dụng bằng sức người là chính anh em. Cho nên là ngày xưa nghe nói mà đi biển thì người ta sẽ hình dung lên cái sự vất vả lắm, nó nặng nề hơn cái sự đi biển trong giai đoạn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đóng những cái con thuyền lớn, chúng ta có thể là đi xa hơn, đi khơi hơn, nhưng mà nó vẫn có cái sự gọi là sự an toàn trên biển hơn anh em. Ngày xưa là cái người biển nó giống như những cái phận đời mà mưu sinh, những cái thân phận nhỏ bé, sử dụng những cái con thuyền thúng, những cái con thuyền nan mà sử dụng mái chèo,
cho nên là nhìn nhìn cái cảnh người nó long đong giữa biển, nhìn thấy tội lắm. Cho nên là khi gặp cái hình ảnh mà người con đang dòng ghe nè anh em, người con đang dòng ghe đó, che mình kéo lưới đó. Cho nên là mình tự nhiên mình ắt hẳn có nhiều cái cảm xúc, mình thích lấy cái máy quay và quay lại ngay cái thước phim này. Đây có thể là những cái thước phim nó rất bình thường so với những ai, nhưng mà nếu như những người có cái cảm xúc về ngờ biển đó, thì khi chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh này thật sự giống như là mình tái hiện lại cho những cái gì mà anh em đã từng trải qua, anh em sẽ cảm thấy nó rất là sâu sắc khi xem cái video này. Hình ảnh của một người con chắc cũng còn đang tuổi cấp sách đến trường. Anh em biết cái ngờ biển á, thì nó sử dụng cái sức đàn ông là chính. Cái người đàn ông giống như là cái người trụ cột, cái nguồn nhân lực lao động chính trong gia đình. Cho nên là những đứa trẻ mà cho chơi cỡ tầm như Bình á, thì ngày xưa người ta hay nhìn nhận là cái dân ở biển là cái dân mà hay nghỉ học lắm, cái dân mà hay bỏ học lỡ dở giữa chừng để về phụ cha anh em, để về phụ gia đình mình, cùng nhau làm lưới, cùng nhau kiếm sống, cùng nhau mưu sinh. Bởi vì khoảng tầm hơn 20 năm trở về trước đó, thì cái chuyện đi học đối với những đứa trẻ ở những cái làng biển nghèo đó, thì nó cũng xa vời lắm anh em. Bản thân của chính mình cũng không hình dung được cái việc học nó sẽ đi đến đâu, nó sẽ như thế nào. Cho nên là người ta sẽ nghĩ là những năm học tiếp theo nó cũng chỉ là cái việc tốn kém, tốn thời gian, hoặc là có nhiều suy nghĩ hơn nữa là thật sự là có những gia đình là không có cái kinh phí để cho những cái đứa trẻ trong cái giai đoạn như Bình đầy đủ cấp sách đến trường cho đến tầm đến năm lớp 12. Thời điểm đó thì mấy đứa bạn cùng lứa với Bình thì đứa nào mà gia đình khá giả lắm mới học tới lớp 12, rồi sau đó có những cái chương trình học cao hơn. Còn một số đứa thì đa phần đến lớp 7, lớp 8 thì bỏ học giữa chừng. Đứa làm nông thì theo về gia đình làm nghề trồng trọt, làm nghề nuôi đìa, nuôi tôm. Còn những cái đứa trẻ mà sống ở cái miền biển như Bình đó, thì theo chân cha tiếp tục cái nghề cầm chèo kéo neo đó anh em. Video này được Bình bấm máy tại khu vực đảo Bình Ba nha anh em. Góc quay từ ở phía bên ngoài nhìn vào phía bên trong đảo. Khu vực mình đang thả ở đây là phía ngoài mặt nờm của đảo Bình Ba. Mình bắt gặp một cái cảnh mà kéo lưới hai. Nó nhiều cảm xúc quá cho nên là mình thả ghê ở đây. Mình sẽ quay lại một cái thước phim nó đầy đủ một tí xíu cho anh em xem. Xin chào anh em nhé anh em. Mình hẹn anh em ở những cái video tiếp theo.